Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Đã lâu rồi trên kênh chưa có thêm video về chủ đề Garo. Sau cú dớp đáng quên của Garo vs Road, dòng phim này đã bước vào đợt nghỉ dài suốt hơn 3 năm trời. Và vào tháng 1 năm nay, một phần phim mới đã đưa các fan của dòng phim Garo ra khỏi hang ngắm ánh mắt trời. Đó là Garo, Hagane Osugumono, hay tạm dịch là Garo, người kế thừa thiết giáp. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình đánh giá bộ phim này nhé. Trước tiên vẫn là những thông tin cơ bản của bộ phim. Garo, Hagane Osugumono là phần TV series thứ 3 thuộc tuyển phim xoay quanh Dogai Ryuga, kỷ niệm 10 năm phát sóng Garo, Yamio Terasumono. Có thời lượng 12 tập, chiếu từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 đến ngày 28 tháng 3 năm 2024 trên kênh Tokyo MX và BS Nippon Television mỗi đêm thứ năm hàng tuần và phát lại trên các nền tảng trực tuyến Hulu, Unext và YouTube vào hôm sau. Phim do Kodama Norikatsu và Yoshizaki Ryuji viết kịch bản, Matsuda Yasuhiro, Tanaka Yuwa và Kimura Yoshikatsu làm đạo diễn, Suzumura Masaki làm chỉ đạo võ thuật. Giờ chúng ta bước vào đánh giá cốt truyện của phim nhé. Phần phim này theo chân hoàng kim kỵ sĩ Dogai Ryuga tới thành phố Clear City theo lời thỉnh cầu từ tu sĩ Koyori để giải quyết mối họa sắp ập tới nơi này là Phá Diệt Môn. Phá Diệt Môn là cánh cổng có từ xa xưa, được cho là nơi đầu tiên đưa horror tràn tới nhân giới. Cánh cổng này đã từng bị phong ấn, nhưng đang có dấu hiệu sẽ mở trở lại. Sự tác động từ cánh cổng đã khiến cho âm ngã của những con người trong thành phố này trỗi dậy mạnh mẽ hơn, gia tăng thêm sự xuất hiện của horror. Trong khi đang đi thanh tẩy horror, Ryuga đã đụng mặt Shirahane Soma, ma giới kỵ sĩ phụ trách bảo hộ Cry City và là một trong bốn kỵ sĩ sở hữu thiết giáp Hagane. Soma vẫn còn khá non kinh nghiệm và trải nghiệm trong việc làm một ma giới kỵ sĩ. Cậu có tính cách ngỗ ngược, tự cao. Phần phim sẽ là cuộc đối đầu của các kỵ sĩ, tu sĩ về mối họa cận kề từ Phá Diệt Môn, đồng thời là hành trình phát triển tính cách của Shirahane Soma thông qua sự đồng hành, chỉ dạy của Dogai Ryuga. Đây là sơ lược phần cốt truyện cơ bản của Garo Hagane Osugumono. Xét về bố cục phim thì phần phim này vẫn giữ phần khung tương đối giống với những phần Garo truyền thống khác, khi nửa đầu khai thác quá trình thanh tẩy horror trong khu vực của các kỵ sĩ, tù sĩ, còn nửa sau hé lộ kẻ phản diện trung tâm và cuối cùng là sự xuất hiện của thế lực phản diện hùng mạnh nhất. Điều khác biệt của người kế thừa thiết giáp so với những phần Garo khác là việc giảm thời lượng các cảnh hành động, chiến đấu để tập trung sâu hơn vào khai thác nội tâm nhân vật cùng các triết lý nhân sinh xoay quanh việc làm người bảo hộ cho nhân loại. Hagane Osugumono đã khai thác tương đối tốt yếu tố này, khiến tổng thể bộ phim cùng dàn nhân vật tham gia góp mặt trở nên có chiều sâu hơn. Phim cũng dành tương đối thời lượng để khai thác quá khứ và nội tâm của những nhân vật lần đầu được giới thiệu như Shirahane Soma, Shirahane Godo, tư sĩ Mitsugi, cung cấp cho khán giả đầy đủ những thông tin cần thiết để hiểu và theo dõi hành trình của họ. Việc giảm đi thời lượng các cảnh chiến đấu có thể khiến một cơ số khán giả cảm thấy không hài lòng. Đa phần ở mỗi tập phim, nhóm kỵ sĩ chỉ triệu hồi giáp trong một khoảng thời gian rất ngắn để tiêu diệt horror. Thậm chí là có những tập chỉ tập trung khai thác vào nội tâm và quá khứ của nhân vật, hoàn toàn lược bỏ đi những cảnh chiến đấu. Điểm yếu trong cốt truyện của Garo, Hagane Osugumono là sự dễ đoán, vì phim bám sát về khuôn mẫu thông thường vốn có của loạt phim Garo, một khuôn mẫu đã xài suốt gần 20 năm trời, nên những ai đã từng theo dõi dòng phim sẽ rất dễ dàng đoán ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau những rắc rối diễn ra trong phim là ai. Và ngay cả việc kẻ phản diện này sau đó bị chiếm hữu bởi một thế lực cao hơn cũng đã từng xảy ra rất nhiều ở những phần phim trước. Thêm nữa là việc những nhân vật chính diện hạ gục thế lực ấy tương đối dễ dàng, nên khi phim càng đi về cuối, độ lôi cuốn, hấp dẫn đã có phần giảm sút. Nhìn chung, tuy đảm bảo được yếu tố chiều sâu, khai thác tốt các triết lý, quan điểm sống của kỵ sĩ, tu sĩ, sự mâu thuẫn tư tưởng giữa hai thế lực người bảo hộ này, nhưng phim không có nhiều cao trào, cùng một bộ nội dung khá dập khuôn, dễ đoán, khiến phần cốt truyện của Garo Hagane Osugumono chỉ dừng ở mức tầm trung, không tạo được ấn tượng đậm nét. Giờ chúng ta điểm mặt một vài nhân vật tiêu biểu của phim nhé. Trước tiên là Dogai Ryuga, là nhân vật trung tâm đã đồng hành cùng khán giả suốt nhiều phần phim như Garo Yamio Terasumono, Garo Goldstorm, Garo Kami no Kiba. Trong lần trở lại này, ta được khai thác giai đoạn 3 năm trước khi những sự kiện trong phim diễn ra. Ryuga trong hành trình đi tôi luyện bản thân đã gặp được quang tràm kỵ sĩ Zango Shirahane Godo, cha của Soma. Khi đang thanh tẩy horror, ông đã sử dụng tới bí kỹ thiểm quang kiếm vũ, chiêu thức đặc biệt với cơ chế hấp thụ bóng tối vào thanh kiếm và chuyển hóa nó thành ánh sáng, tung nhát chém chí mạng về phía kẻ địch. Vì đã từng vượt qua bóng tối trong tim mình ở phần phim Garo Goldstorm, Ryuga nhận được sự tin tưởng từ Godo và được ông truyền dạy cho bí kỹ này, đồng thời gửi gắm tâm nguyện mong một ngày nào đó Ryuga sẽ giúp cho con trai ông làm chủ chiêu thức này.
Ryuga ở phần phim này là một kỵ sĩ dày dặn kinh nghiệm sống và chiến đấu, với tính cách hiểu chuyện, điềm tĩnh. Phần phim cũng đồng thời hoàn thiện hóa quan điểm chiến đấu và dưới tư cách người bảo hộ của Ryuga. Nếu đã theo dõi Ryuga từ phần phim Yamiyo Terasumono, ta sẽ rất dễ dàng nhận ra quan điểm chiến đấu của Ryuga dần thay đổi theo mỗi mùa. Ở Yamiyo Terasumono, Ryuga kế thừa Hoàng Kim Giáp và chiến đấu vì đó là nguyện ước của mẹ. Đến phần movie Gold Storm, khi được Ago hỏi về lý do bảo vệ con người thì Ryuga trả lời mình vẫn đang tìm kiếm nó. Đến khi đối đầu với Jinga, Ryuga bị chất vấn bởi câu hỏi tương tự như Ago: tại sao lại bảo vệ nhân loại khỏi xa vào âm ngã? Ryuga rất ấp úng và chưa có câu trả lời thỏa đáng cho sứ mệnh này. Anh là Hoàng Kim Kỵ Sĩ và bảo vệ con người, đó là trách nhiệm của người mang danh xưng Garo, một lý do chiến đấu có phần bắt buộc, khiên cưỡng. Nhưng bước tới Garo, Hagane Osugumono, Ryuga đã rất dõng dạc khẳng định niềm tin của bản thân và nhân loại, cùng sự quả quyết về sứ mệnh làm người bảo hộ thầm lặng. Phần phim này cũng cho ta thấy rõ sự trưởng thành và già dặn của Ryuga khi đồng hành, dẫn dắt cho một ma giới kỵ sĩ trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm như Soma, định hướng cho cậu tỏ tường về sứ mệnh và trách nhiệm của một kỵ sĩ phải có, dung hòa cái tôi và sự tự cao của Soma, đồng thời giúp cậu vượt qua được bóng tối trong tim để làm chủ chiêu thức thiểm quang kiếm vũ, kế thừa di nguyện mà người cha Godo để lại. Về phần Shirahane Soma, cậu là ma giới kỵ sĩ trẻ sử dụng thiết giáp Hagane, bảo vệ thành phố Kere City, con trai của quang trảm kỵ sĩ Zango, Shirahane Godo. Ban đầu, Soma được giới thiệu là một nhân vật khá bốc đồng, hiếu thắng, tự cao, luôn muốn hoạt động độc lập, không muốn ai can thiệp vào công cuộc bảo vệ thành phố của mình. Bởi người cha đã mất tích 3 năm trời, Soma cố chấp muốn một mình bảo vệ thành phố để giữ chức vị người bảo hộ Kere City không bị người khác đảm nhiệm, chờ cha mình về nhận lại. Tình hiếu chiến, hiếu thắng của Soma bộc lộ rất rõ khi cậu so tài kiếm pháp với những người đồng môn khác, bất chấp nhằm tới thắng lợi. Trước đây, Soma cũng từng thi triển chiêu thức thiểm quang kiếm vũ của cha mình, nhưng không thể kiểm soát lượng bóng tối dày đặc nên đã bị nó nuốt chửng và thao túng. Soma là nhân vật được xây dựng dựa trên hình mẫu của Ryuga từ những ngày đầu đảm nhận danh xưng Garo. Điều này làm người xem dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa Ryuga hiện tại và ngày trước ra sao. Đồng thời, Ryuga cũng thấy được bản thân mình trong Soma và nắm rõ được những điều cậu còn thiếu để trở thành một ma giới kỵ sĩ thực sự. Xuyên suốt hành trình xuất hiện trong phim, Soma quan sát, học hỏi từ Ryuga, dần trở nên hoàn thiện hơn cả về tư tưởng lẫn kỹ năng chiến đấu. Sau cùng, cậu trở thành nhân tố đáng tin cậy, sát cánh cùng Ryuga trong trận chiến cuối cùng trước mối họa phá diệt môn. Soma sau cùng đã học được cách vượt qua cái tôi của bản thân, kiểm soát được bóng tối và thành công lãnh hội thiểm quang kiếm vũ, kế thừa lại di nguyện của người cha. Tiếp đến là ma giới tu sĩ Mitsugi, bà là đồng môn của Godo, đồng thời là người đã nuôi nấng và truyền đạt kỹ năng cho Koyori từ nhỏ. Bà là một tu sĩ già dặn kinh nghiệm sống lẫn chiến đấu. Song, một trong những nạn nhân được bà cứu giúp đã trở thành kẻ sát nhân hàng loạt, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người khác. Điều này trở thành cú sốc lớn khiến bà mất đi niềm tin vào nhân loại. Bà dần hoài nghi trọng trách người bảo hộ của mình, tin rằng âm ngã sẽ luôn sản sinh trong lòng người, cuộc chiến với horror sẽ không thể có hồi kết. Bà đã đào sâu tìm hiểu về phá diệt môn và thứ trái cấm ẩn giấu đằng sau nó, thứ ban cho người sở hữu sự toàn trí, toàn năng, giúp bà hoàn toàn thanh tẩy những con người có âm ngã trong tim. Nhưng trước khi phá diệt môn kịp mở ra, Godo đã hy sinh thân mình, tiến vào trạng thái tâm diệt thù thân để phong ấn cánh cổng này lại. Để một lần nữa mở ra được cánh cổng, Mitsugi đã lừa dối, thao túng, đánh lạc hướng các ma giới kỵ sĩ, bao gồm cả Dogai Ryuga, để giúp bà mở phong ấn phá diệt môn thêm một lần nữa. Bản chất Mitsugi là người tốt, nhưng sự tuyệt vọng và góc nhìn cực đoan của bà đối với nhân loại đã làm bà lệch lạc về mặt tư tưởng, bất chấp sinh mạng con người, dễ dàng bị dụ hoặc giả thao túng để lấn sâu và tìm cách mở phong ấn phá diệt môn, đem tai họa tới với nhân loại. Động cơ thành phản diện và kế hoạch của tu sĩ Mitsugi thực chất có nét tương đồng với một vài chi tiết trong movie Gold Storm, nếu không muốn nói là bê sang y nguyên. Việc bất mãn khi bảo vệ con người bất chấp tốt xấu, giống với lúc Ryan bất mãn vì Ryuga bảo vệ cho tội phạm trong movie. Ước mơ tạo ra một thế giới không có horror bằng cách dùng một công cụ nào đó tiêu diệt hết con người, giống với kẻ phản diện Ago. Trên đây là ba nhân vật được tập trung khai thác nhất trong Garo, Hagane Osugumono. Phim vẫn còn một vài nhân vật khác như hội tam kiếm sĩ Agora hay ma giới tu sĩ Koyori, nhưng chỉ được khai thác bề nổi và không có nhiều đất diễn. Cá nhân mình cảm thấy khá đáng tiếc cho nhân vật Koyori khi cô đã xuất hiện và đồng hành xuyên suốt cả mùa phim nhưng lại thiếu đi đất diễn phù hợp, khá lu mờ so với tu sĩ Mitsugi. Sau xét về mặt diễn xuất, hầu hết các nhân vật trong series này đều có diễn xuất rất tốt, rất nhập tâm. Đặc biệt, mình ấn tượng với Nakano On, thủ vai Shirahane Soma, khi biểu đạt rất trọn vẹn những sắc thái cảm xúc hỉ nộ ái ố của nhân vật. Giai đoạn nửa đầu của Hagane Osugumono khai thác rất kỹ lưỡng nội tâm của Soma, cũng như những thay đổi, chuyển biến trong tâm lý của cậu, đem tới rất nhiều đất diễn cho Nakano tỏa sáng.
Phần âm nhạc theo cá nhân mình là điểm sáng của phim. Ca khúc opening Garo Haganeo Sugumono nghe như bản thành ca hùng tráng, đồng thời cũng có nét bí ẩn, đầy ma mị. Bài ending Sorewa Kegarenaki Shura no Namida thì vừa hào hùng, vừa da diết, sâu lắng. Tập cuối của series còn có thêm một bản ending mới là Chaos. Cả ba ca khúc đều được thể hiện xuất sắc qua giọng hát của Jam Project. Tiếp đến, mình sẽ nhận xét phần hành động của phim. Vẫn giữ phong độ tương đối ổn định, Garo Haganeo Sugumono có những cảnh chiến đấu rất đẹp mắt, chỉ đạo võ thuật khéo léo, cùng góc máy và động tác máy khá linh hoạt. Đặc biệt ở tập 5, phân cảnh Ryuga chạy dọc hành lang chém hạ bể lũ horror được thực hiện một cú máy one shot rất chỉnh chu, hoành tráng. Xong, phim chỉ đã phần ghi điểm ở những cảnh chiến đấu không giáp vì các kỵ sĩ chỉ triệu hồi ma giới giáp trong một khoảng thời gian rất ngắn. Kỹ xảo của phim dừng ở mức ổn, không gặp phải các lỗi hiệu ứng hình ảnh hoặc kỳ phông xanh. Điểm đặc biệt của Garo Haganeo Sugumono nằm ở phần tạo hình, hóa trang cho nhân vật. Khác với những phần phim còn lại thuộc tuyến truyện Ryuga, sử dụng nhiều từ CGI cho horror và ma giới giáp, phần phim này thiên hoàn toàn về hóa trang thủ công, sử dụng make up và trang phục. Với sự tham gia của những cái tên có tiếng trong nghề như nghệ sĩ hóa trang kỹ xảo Jiro, từng tham gia vào công đoạn hóa trang cho các phim như Attack on Titan Live Action hay Shin Godzilla, dựng mô hình 3D bởi Keita Okada, người đã tham gia vào quá trình tạo hình các con boss trong Elden Ring, tựa game ăn giải Game of the Year 2022. Trên đây là bài review của chúng mình về phần phim Garo Haganeo Sugumono. Cá nhân mình đánh giá đây là phần phim tương đối ổn, nhất là trong hoàn cảnh chuỗi phim đã ngủ đông hơn 3 năm trời sau Garo vs. Road, thì việc có một miniseries 12 tập được đầu tư khá chỉnh chu là điều rất đáng quý. Xong, cũng phải công tâm nhận xét là phim có một cốt truyện tương đối dễ đoán và đi theo lối mòn, nên không tạo nhiều cảm giác phấn khích, mới mẻ cho khán giả trung thành của loạt phim. Nhìn chung, nếu bạn yêu thích nhân vật Dogai Ryuga nói riêng và dòng phim Garo nói chung, mình vẫn khuyến khích các bạn nên tìm xem bộ phim này, nhưng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng trước khi xem phim. Bài review tới đây là kết thúc. Nếu bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim và video của nhóm, đừng ngần ngại để lại bình luận để chúng mình được biết nhé. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator, hoặc tham gia gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá 30.000, 50.000, 100.000 và 500.000 để nhận những quyền lợi cũng như những video độc quyền, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được mình đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như để ủng hộ công sức làm việc của cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã tất cả phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chỉ có chiến đấu thôi.